chúng ta sẽ cùng đi tham khảo một vài cái loại đất, xem là đất nhà anh chị có thuộc là đất được xây dựng nhà xưởng trên đấy hay không. Thứ nhất, chúng ta có nhóm đất của là đất nông nghiệp, gồm có đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối. Ở đất nông nghiệp thì chúng ta hoàn toàn không có được phép xây dựng nhà xưởng trên đất được. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Tôi là Nguyễn Văn Đoàn. Và trong video hôm nay, tôi sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn về cái chủ đề chúng ta xây dựng nhà xưởng trên đất vườn có được phép hay không. Và đất vườn của chúng ta nó phải thuộc vào nhóm đất nào thì chúng ta mới được phép xây dựng nhà xưởng. Đây là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng với bất kỳ anh chị nào chúng ta đang có một cái bất động sản vườn hoặc là đất của nhà mình không dùng đến, chúng ta muốn xây dựng nhà xưởng, chúng ta cho thuê hoặc là sử dụng cho chính mình. Và chúng ta lăn tăn về cái câu hỏi rằng có được phép xây dựng nhà xưởng trên đất vườn hay không, và đất nó phải là đất nào thì chúng ta mới được tự do xây dựng, tránh trường hợp của là đang sử dụng thì chính quyền gây khó dễ. Đây là một cái yếu tố mà không ai muốn cả, đúng không anh chị? Và sau đây tôi sẽ chia sẻ đến anh chị một vài yếu tố quan trọng để mỗi anh chị khi mà chúng ta có bất động sản hoặc là có cái đất vườn chúng ta muốn xây dựng nhà xưởng, chúng ta sẽ biết rõ hơn từng cái công việc chúng ta phải làm, cũng như là làm thế nào để có thể xây dựng nhà xưởng trên đất vườn được. Vậy nên những anh chị đang xem cái video, chúng ta thấy cái video này hay, cái chủ đề này hay mà nó đang cần đến một người bạn hoặc là người thân anh chị, thì hãy chia sẻ đến họ những cái thông tin quý giá như thế này và họ sẽ rất là biết ơn các anh chị. Và sau đây tôi sẽ vào chủ đề chính ngay. Theo cái điều 6 của luật đất đai 2013 quy định thì đất phải được sử dụng đúng mục đích, đúng cái quy hoạch sử dụng đất, và người sử dụng phải sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm và không làm tổn hại đến những người xung quanh hoặc là những cái khu vực xung quanh. Và yếu tố thứ hai là người sử dụng đất phải có trách nhiệm thực hiện các quy định và nghĩa vụ của mình trong cái thời gian sử dụng đất, cũng như là những cái pháp luật có liên quan. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đi tham khảo một vài cái loại đất, xem là đất nhà anh chị có thuộc là đất được xây dựng nhà xưởng trên đấy hay không. Thứ nhất, chúng ta có nhóm đất của là đất nông nghiệp, gồm có đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối. Ở đất nông nghiệp thì chúng ta hoàn toàn không có được phép xây dựng nhà xưởng trên đất được. Và cái loại đất thứ hai là đất phi nông nghiệp, gồm có đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất lâm nghiệp, đất ở nông thôn, đất ở đô thị và các loại đất khác không dùng để sản xuất nông nghiệp. Như vậy, đất phi nông nghiệp chúng ta chỉ được phép xây dựng nhà ở và chúng ta không được phép xây dựng nhà xưởng trên đất được. Loại đất tiếp theo đó chính là đất ở nông thôn và đất ở đô thị. Đây là những loại đất được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và cho phép các hộ gia đình và cá nhân sử dụng theo đúng cái mục đích sử dụng đất. Và loại đất tiếp theo đó chính là đất để sản xuất kinh doanh, như là đất khu công nghiệp, đất để xây dựng các cụm khu nghiệp, các xí nghiệp và đất thương mại và dịch vụ. Ngoài ra chúng ta còn có đất để xây dựng sông ngòi, đất để xây dựng nghĩa trang, nhà hỏa táng, đất để xây dựng các cái trung tâm chính trị, hay là đất để xây dựng các cái công trình công cộng. Và như vậy chúng ta có thể kết luận được rằng đất có thể xây dựng nhà xưởng trên đất được, nó phải thuộc dạng đất sản xuất kinh doanh mang cái ký hiệu là đất SKC. Và trong cái trường hợp nếu như đất nhà anh chị đã thuộc cái đất sản xuất kinh doanh, đất SKC rồi, thì chúng ta có thể xây dựng nhà xưởng trên đất được. Và lúc này các anh chị chỉ cần xin một cái giấy phép để xây dựng
cái nhà xưởng trên đất thôi. Bởi vì cái nhà xưởng nó không thuộc cái đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo điều 89 của luật xây dựng 2014. Và trong trường hợp đất vườn nhà anh chị nó không thuộc cái đất sản xuất kinh doanh, đất SKC, thì các anh chị hãy làm một cái thủ tục để xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Và chúng ta có thể đến các ủy ban nhân dân cấp huyện, các cái phòng ban chịu trách nhiệm về cái phần chuyển đổi mục đích sử dụng đất này. Và sau đó chúng ta mới tới cái quy trình gọi là xin cái thủ tục để xây dựng nhà xưởng trên đất được. Và như vậy cái việc đất vườn nhà anh chị nó có thuộc dạng đất để xây dựng được nhà xưởng trên đất hay không thì chúng ta có thể xem xét đất nhà mình nó là loại đất gì, đất sản xuất kinh doanh hay là đất ở nông thôn hay là đất sản xuất nông nghiệp. Chúng ta phải xem xét, chúng ta có thể xem xét ở cái quyển sổ của nhà mình xem nó là đất gì, có ghi rất là rõ ở trong quyển sổ các cái ghi chú, các cái mục lục trong quyển, trong cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà anh chị đều có ghi rất là rõ, hay chúng ta còn gọi là cuốn sổ đỏ đấy. Thì như thế chúng ta sẽ biết chính xác được đất nhà anh chị thuộc dạng đất nào và có xin được giấy phép xây dựng nhà xưởng trên đất hay không. Đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng mà các anh chị không nên bỏ qua trong cái quá trình chúng ta muốn xây dựng nhà xưởng trên đất vườn nhà mình. Và vừa rồi là chia sẻ ngắn của tôi về cái chủ đề chúng ta có được phép xây dựng nhà xưởng trên đất vườn của mình hay không. Và tôi đã chia sẻ đến anh chị cái những yếu tố để chúng ta có thể biết được cái điều này. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã lắng nghe cái video của tôi. Các anh chị và các bạn nếu thấy cái video này hay thì đừng quên chia sẻ tới những người thân và bạn bè các anh chị. Và cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên tay phải màn hình của anh chị để lần sau khi tôi vừa ra video, các anh chị và các bạn sẽ là người nhận được đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.